Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với câu chuyện Hà trong tháng 5 này. Tháng 5 như chúng ta đều biết là quãng thời gian diễn ra loạt NBA Playoff với rất nhiều những trận đấu căng thẳng và hấp dẫn. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến một khái niệm khác, đó chính là sự tươi mới. Bởi sự tươi mới chính là yếu tố làm nên sự hấp dẫn của giải bóng rổ NBA. Một giải bóng rổ có tuổi đời hơn 70 năm nhưng vẫn mang lại sức hút cho người hâm mộ bóng rổ trên toàn thế giới và ước mơ của hàng triệu cậu bé. Chúng ta đang đến với câu chuyện theo NBA, những làn gió mới và những giá trị cũ. Nét mới đầu tiên của NBA mùa giải 2017-2018 đến ở thời điểm diễn ra giải đấu. So với trước đây, mùa giải 2017-2018 bắt đầu sớm hơn một tuần vào ngày 18 tháng 10 và vẫn kết thúc vào đầu tháng 4. Sự thay đổi này nhằm giảm tải về lịch thi đấu cho các đội khi lần đầu tiên trong lịch sử của NBA không có đội bóng nào phải thi đấu với mật độ 4 trận chỉ trong vòng 5 ngày nữa. Các đội bóng cũng không được phép để các cầu thủ ngôi sao nghỉ ngơi ở các trận đấu sân khách nếu như không có lý do chính đáng. Sự thay đổi tiếp theo và cũng là thay đổi đáng chú ý nhất được NBA đề ra chính là thay đổi liên quan đến quyền lựa chọn tân binh của các đội tại NBA Draft. Trước đây, đội bóng nào có thành tích tệ nhất sau khi kết thúc mùa giải chính thức sẽ mặc định có tỷ lệ giành quyền draft số 1 cao nhất ở kỳ NBA Draft tiếp theo là 25%. Tuy nhiên mùa này, điều đó đã thay đổi khi 3 đội có thành tích tệ nhất sẽ có cùng tỷ lệ giành quyền draft số 1 cao nhất là 14%. Sở dĩ điều luật này được đưa ra là để ngăn cản vấn nạn các đội bóng cố tình thua càng nhiều càng tốt để tăng cơ hội chọn được những tân binh giỏi, vốn đã diễn ra rất nhiều trong những mùa giải gần đây. Ngoài ra, NBA mùa này còn có một số thay đổi nhỏ khác. Lần đầu tiên trong lịch sử, những bộ trang phục của các đội sẽ có thêm logo từ hãng thể thao Nike và logo quảng cáo. NBA không thể nằm ngoài xu thế kiếm lợi nhuận từ việc tài trợ trên áo đấu và sau nhiều cân nhắc, họ đã đi đến quyết định này. Format của NBA All-Star Game, trận đấu quy tụ các ngôi sao của NBA diễn ra vào giữa mùa giải, cũng được làm mới hoàn toàn. 10 cầu thủ thi đấu chính sẽ do người hâm mộ bầu chọn, hai người có số phiếu bầu cao nhất trong số họ sẽ là đội trưởng của hai đội, còn 14 cầu thủ dự bị được chọn ra bởi các huấn luyện viên. Không còn những cuộc đối đầu giữa đội miền Đông và đội miền Tây nữa. Thay vào đó, hai đội trưởng được thoải mái chọn cầu thủ để đưa về đội của mình. Với những thay đổi lớn như vậy, NBA 2017-2018 đã trở nên rất đáng xem ngay từ khi mùa giải còn chưa bắt đầu. Để thành công, ngoài yếu tố tập thể, chúng ta còn cần đến những màn trình diễn cá nhân xuất sắc. Ở mùa giải NBA năm nay, bên cạnh những tên tuổi đã khẳng định được giá trị của mình thì vẫn còn có những cầu thủ mới sẵn sàng thay thế những tên tuổi cũ đó. Và dù mùa giải NBA còn chưa kết thúc nhưng mà lúc này danh hiệu MVP, danh hiệu vốn dành cho những cầu thủ xuất sắc nhất mùa đã gần như có chủ. Đây sẽ là mùa giải của Houston Rockets. James Harden đã tuyên bố như vậy từ trước khi mùa giải 2017-2018 khởi tranh. Khi ấy không nhiều người tin vào những lời này của cầu thủ áo số 13. Bởi dù đã mang về hậu vệ hàng đầu Chris Paul, nhưng đội hình của Houston Rockets vẫn không được đánh giá cao như Golden State Warriors và Cleveland Cavaliers, hai đội bóng đã vào tới chung kết mùa trước. Thế nhưng, khi mùa giải chính thức kết thúc, chính Houston Rockets mới là đội bóng có được thành tích tốt nhất, và giờ đây, họ chính là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Người có đóng góp lớn nhất vào thành tích đó, không ai khác, chính là James Harden. Sau 72 lần ra sân ở mùa giải 2017-2018, James Harden ghi được trung bình 30,4 điểm, có 8,8 lần kiến tạo cho đồng đội và 5,4 pha rebound mỗi trận. Những con số khiêm tốn hơn khá nhiều so với thành tích 31,6 điểm, 10,4 lần kiến tạo và 10,7 rebound mà cầu thủ đã giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước là Russell Westbrook làm được. Tuy nhiên, nếu như năm ngoái Westbrook chỉ giành chiến thắng rất xích sao trước chính Harden trong cuộc đua MVP, thì năm nay, phần lớn các chuyên gia đều nhận định danh hiệu MVP sẽ khó thoát khỏi tay của James Harden. Điều đó xuất phát từ nhiều lý do. Thứ nhất, khác với Westbrook, người dù thi đấu rất thăng hoa mùa trước nhưng chỉ có thể giúp Oklahoma City Thunder đạt thành tích tốt thứ 6 ở miền Tây, thì mùa này, sự tỏa sáng của James Harden đã giúp Houston Rockets bước vào vòng playoff với vị thế là đội bóng xuất sắc nhất. Thứ hai, Harden không có lối chơi quá thiên về đột phá cá nhân như Westbrook, mà anh là một cầu thủ hết sức toàn diện. Nếu cần lên rổ, Harden có sức mạnh chẳng kém gì Westbrook hay LeBron James. Cần ném rổ ở cự ly trung bình,
Harden có thể ném tốt như Dirk Nowitzki. Và thậm chí khi cần ném 3 điểm, Harden cũng có thể thực hiện những cú ném đạt độ chính xác cao như Stephen Curry. Một yếu tố khác giúp James Harden thi đấu hiệu quả chính là khả năng cầu lỗi. Trong cả mùa giải, Harden đã có tới 140 lần được bước lên vạch ném phạt do bị cầu thủ đối phương phạm lỗi trong những tình huống đột phá, nhiều nhất tại NBA. Cứ trung bình khoảng 9 tình huống đột phá, Harden lại buộc đối thủ phải phạm lỗi với mình một lần. Và có thể nói, ngăn cản James Harden thực sự là một cơn ác mộng với bất cứ cầu thủ phòng ngự nào. Với những đóng góp to lớn cho Houston Rockets, James Harden chính là cái tên xứng đáng nhất cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất NBA mùa giải 2017-2018. Và nếu Harden có thể giúp đội bóng bang Texas giải cơn khát vô địch kéo dài hơn 2 thập kỷ qua, chắc chắn mùa giải của anh sẽ còn ngọt ngào hơn nữa. Nhắc đến Houston Rockets thì chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về sự thành công của đội bóng này qua triết lý Maurice Bone. Một triết lý không mới cho bóng rổ, tuy nhiên thì khi đã áp dụng đúng thời điểm đã mang lại thành công. Với Darius Morey thì từ lý thuyết đã có thể chuyển hóa thành thực hành. Thành công của một đội bóng không chỉ đến từ màn tỏa sáng của một cầu thủ, một huấn luyện viên giỏi hay một giám đốc điều hành giỏi. Vị trí số 1 miền Tây của Houston Rockets ở mùa này là tổng hòa của 3 yếu tố ấy. Trong đó, Danny Murray, giám đốc điều hành của câu lạc bộ, đóng vai trò như một người định hướng chiến lược. Ở mùa giải 2016-2017, Houston Rockets đã bổ nhiệm Mike D'Antoni về làm huấn luyện viên trưởng. Nhà công quân gốc Italia nổi tiếng với phương pháp 7 second or less, tức là tấn công trong 7 giây hoặc ít hơn. Lối chơi tấn công mạnh mẽ của Mike D'Antoni rất phù hợp với Houston trong hoàn cảnh họ có ngôi sao James Harden. Tuy nhiên, việc thiếu vắng một người cầm bóng để giữ nhịp khiến cầu thủ số 13 phải đảm nhận thêm vị trí này của đội thay vì chơi hậu vệ ghi điểm đơn thuần. Kết quả là họ bị sang cho New Spurs của huấn luyện viên kinh nghiệm Greg Popovich vượt qua với tỷ số 4-2 tại bán kết miền Tây. Mấu chốt của triết lý Morey's Bone đó là phải có một hậu vệ cầm bóng đẳng cấp, và Morey đã đem về Chris Paul. Cầu thủ chỉ có 1 năm hợp đồng với Los Angeles Clippers, một người giữ nhịp hàng đầu của giải đấu nhưng chưa bao giờ được chơi trong một cầu bộ thật sự tham vọng. Cuộc cách mạng của đội bóng bang Texas thật sự bắt đầu ở mùa này. Theo Maurice Bone, phương pháp tấn công hiệu quả nhất ở NBA là 3 or layup, tức là ném 3 điểm hoặc lên rổ. Những pha ném ở cự ly trung bình là một cú ném tồi. James Harden, ngôi sao của Houston Rockets mùa này, có tới 86% số điểm ghi được đến từ ném phạt, lên rổ hoặc 3 điểm. Triết lý của Morey đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của huấn luyện viên Mike D'Antoni về tấn công. Hiện tại, Houston của Mike là một câu lạc bộ ném 3 điểm nhiều nhất NBA, chọn giải pháp ghi 2 điểm bằng những pha lên rổ và hạn chế tối đa những cú ném ở cự ly trung bình. Khu vực này được coi là vùng mà đối phương phòng thủ chắc chắn nhất, vì thế khó tiếp cận hơn. Triết lý của Morey không mới, nhưng nó đang là một xu thế tại NBA, thậm chí là ở các giải đấu cấp thấp hơn của bóng rổ Mỹ như trung học hay đại học. Khi thay vì sử dụng các trung phong chậm chạp, nhiều đội bóng chọn các cầu thủ cao gần bằng nhau, nhưng có tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt hơn. Chúng ta chưa thể biết Houston Rockets sẽ đi đến đâu mùa này, vì mùa giải NBA còn kéo dài tới tận tháng 6. Nhưng tại NCAA, giải bóng rổ của các trường đại học Mỹ đã có một đội bóng áp dụng triết lý này và thu về những thành công. Đó là Villanova của huấn luyện viên Jay Wright. Chính nhà cầm quân này cũng đã từng nói: đội bóng nào cũng muốn có những cầu thủ cao lớn trong đội hình, nhưng chúng tôi thì không tìm được ai cao hơn 2m10 để chơi trung phong và buộc phải sử dụng những người đang có theo cách khác. Một đội hình gồm những cầu thủ có thể chơi được mọi vị trí sẽ giúp chúng tôi tạo ra bất ngờ cho đối thủ. Villanova đã có 2 chức vô địch NCAA trong 3 năm qua và chứng minh được triết lý của mình đi là đúng. Điểm trừ lớn nhất của Maurice Bone chính là yếu tố phong độ. Không một đội bóng nào có thể chắc chắn họ ném thành công 40% số quả 3 điểm trung bình trong cả mùa. Nhưng điều đó sẽ được khắc phục bằng cách luyện tập nhiều hơn, áp dụng triệt để và thực tiễn nhiều hơn, và phải chấp nhận một vài thất bại nhỏ trên con đường mà mình đã chọn. Những ảnh vừa rồi đến từ một trong những đội bóng đáng xem nhất NBA mùa này, Philadelphia 76ers. Đội bóng tới từ Pennsylvania cũng kiên trì theo đuổi triết lý của mình, nhưng con đường mà Philadelphia 76ers đi còn trông gai hơn Houston Rockets rất nhiều. Để nói về Philadelphia 76ers những năm qua,
chúng ta phải nhắc tới giám đốc điều hành Sam Hinkie và triết lý tiến trình của ông. Nội dung chủ yếu của The Process, tiến trình, chính là 1. Đội bóng chấp nhận thua thật nhiều vào mỗi mùa giải. Họ sẽ đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng, qua đó có được cơ hội giành quyền chọn tân binh giỏi ở kỳ tuyển chọn NBA Draft hàng năm. 2. Tìm kiếm một huấn luyện viên giỏi về đào tạo trẻ và ươm mầm các tài năng trẻ đó để chờ đến bước 3, chính là ngày hái quả ngọt. Philadelphia đã thua rất nhiều, bù lại họ có được những cầu thủ trẻ tiềm năng sau mỗi mùa chọn tân binh. Đó là Nerlens Noel, Jolly Okafor, Joel Embiid, Ben Simmons và Mark Canfield. Đây đều là những cầu thủ được các tuyển trạch viên dự đoán là có tương lai tươi sáng, nhưng tất cả chỉ là lý thuyết. Hai người đầu tiên, Nerlens Noel và Jolly Okafor, có lối chơi quá giống nhau. Họ thường xuyên không có đủ số phút thi đấu và số pha bóng cần thiết để tỏa sáng, trong khi huấn luyện viên Brett Brown không biết chọn ai để làm ngôi sao. Kết quả là không ai làm ngôi sao cả. Noel bị đẩy sang Dallas Mavericks, còn Okafor cũng rời Philadelphia để gia nhập Brooklyn Nets vào tháng 1 năm nay. Joel Embiid được đưa về vào năm 2014 trong sự hoài nghi. Cầu thủ gốc Cameroon gặp chấn thương nặng ngay trước NBA Draft và câu lạc bộ vẫn mạo hiểm chọn anh. Embiid dành nguyên một mùa đầu tiên để làm bạn với giường bệnh. Nhưng rồi tất cả đã thay đổi. Trung phong số 21 đã chứng minh được đẳng cấp thật sự ngay ở mùa giải 2016-2017. Anh tăng thêm hơn 10kg so với trước khi gia nhập NBA. Điều đó giúp cho anh mạnh mẽ trong cả tấn công lẫn phòng thủ, chắc chắn như một hòn đá tảng ở khu vực dưới rổ. Embiid hóa ra lại là người mà đội bóng cần nhất. Bản thân anh cũng thừa nhận, chính tôi là tiến trình của câu lạc bộ. Trung phong số 21 không chỉ chơi tốt trên sân, anh còn là cầu nối hàn gắn những bất đồng của người hâm mộ với ban lãnh đạo. Mối quan hệ đã đóng băng kể từ khi đội bóng sa sút như năm trước vì những chính sách sai lầm. Màn trình diễn của Joel Embiid mùa trước không giúp cho Philadelphia vào tới playoff, nhưng cho câu lạc bộ vùng Đông Bắc nước Mỹ hy vọng khi họ vẫn còn Ben Simmons chưa thi đấu. Cầu thủ người Australia chính thức ra sân ở mùa này. Cũng như Embiid, anh tạo ra sự tin tưởng mạnh mẽ về tương lai. Lối chơi của Simmons rất đa dạng. Anh có thể thi đấu như một trung phong, vừa dạt ra ngoài chơi như một cầu thủ cầm nhịp. Sự đa dạng, tốc độ của Simmons bổ trợ tốt cho lối đánh mạnh mẽ của Embiid. Philadelphia kết thúc mùa giải với 18 chiến thắng liên tiếp, kỷ lục mới của câu lạc bộ. Một đội bóng mà 12 tháng trước còn thua liên tiếp 15 trận. Mùa giải tới, Philadelphia 76ers vẫn còn rất nhiều tiền trong quỹ lương để có thể ký với một ngôi sao lớn thực sự và dẫn dắt lứa cầu thủ trẻ này. Không phải ngẫu nhiên mà một công ty ở Philadelphia đã thuê hẳn ba biển quảng cáo ở Cleveland để mời gọi LeBron James về làm đồng đội của Joel Embiid và Ben Simmons. Những gì mà chúng ta đang thấy ở mùa này, khi dàn sao trẻ của Celtics tỏa sáng, là điều mà Hinkie tính tới 6 năm trước. Hiện tại, độ tuổi trung bình của đội bóng này là 24, tức là họ vẫn còn ít nhất 5 năm nữa để cùng nhau phát triển. Công bằng mà nói, triết lý The Process của Hinkie không tệ, nhưng cần rất nhiều thời gian và cả yếu tố may mắn. Nhưng bù lại, nếu chọn đúng con người, đúng thời điểm, thì người hâm mộ Philadelphia không phải chờ đợi tới bây giờ mới có thể tự hào về dàn cầu thủ mà đội bóng đang có. Dù chưa thể lên ngôi tại NBA mùa này, nhưng đây là đội ngũ có thể làm nên chuyện trong 4-5 năm tới nếu như được đào tạo đúng hướng. Ngoài sự tỏa sáng của các ngôi sao đến từ Philadelphia, mùa giải NBA năm nay còn chứng kiến rất nhiều những màn tỏa sáng của các tân binh khác hoặc những cầu thủ từ tiềm năng trở thành ngôi sao, và họ đã làm cho giải đấu này càng ngày càng tươi mới hơn. Cầu thủ trẻ nào gây bất ngờ nhất ở mùa giải 2017-2018? Câu trả lời chính là Donovan Mitchell. Tại NBA Draft 2017, Mitchell chỉ được lựa chọn bởi Denver Nuggets ở lượt pick số 13 và ngay sau đó bị đội bóng này đổi sang Utah Jazz để lấy về hai cầu thủ khác. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những gì mà Mitchell đã thể hiện, thì chắc hẳn lúc này, ban lãnh đạo Denver Nuggets đang phải rất tiếc nuối vì mình đã để mất đi một ngôi sao lớn. Ngay trong mùa giải đầu tiên chơi tại NBA, cầu thủ 21 tuổi đã gây ấn tượng rất mạnh. Anh ghi được trung bình 20,5 điểm, có 3,7 pha kiến tạo và 3,7 lần rebound mỗi trận, đồng thời phá kỷ lục về số cú ném 3 điểm thành công của một tân binh trong một mùa giải. Tới vòng playoff, Mitchell cũng là nhân tố chính giúp Utah Jazz vượt qua Oklahoma City Thunder ở tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước Houston Rockets ở bán kết miền Tây. Cùng với Ben Simmons của Philadelphia 76ers, Donovan Mitchell đang được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu tân binh xuất sắc nhất mùa giải 2017-2018. Nếu như sự tỏa sáng của Donovan Mitchell được coi là một bất ngờ, thì với Lonzo Ball, đó là điều đã được dự đoán từ trước. Phong độ ấn tượng khi còn thi đấu cho trường đại học bang California
giúp Lonzo Ball được Los Angeles Lakers lựa chọn ở lượt pick số 2. Thậm chí, đội bóng này còn sẵn sàng để một ngôi sao trẻ khác là D'Angelo Russell ra đi để nhường chỗ cho Lonzo Ball, và họ đã không phải thất vọng với quyết định đó của mình. Lonzo Ball nhanh chóng cho thấy những phẩm chất của một hậu vệ cầm bóng xuất sắc khi có trung bình tới 7,2 pha kiến tạo mỗi trận, cùng với đó là 6,9 lần rebound. Duy chỉ có khả năng ghi điểm của anh là vẫn cần phải cải thiện với chỉ 10,2 điểm mỗi trận. Mùa giải tới, Los Angeles Lakers hứa hẹn sẽ đưa về sân Staples Center nhiều ngôi sao lớn, và khi đó, việc được chơi bên cạnh những tên tuổi giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ còn giúp Lonzo Ball tiến bộ hơn rất nhiều. Đó là câu chuyện của những tân binh. Còn với Karl Anthony Towns, 2017-2018 đã là mùa giải thứ 3 cầu thủ này thi đấu tại NBA và cũng là mùa giải mà anh để lại dấu ấn đậm nét nhất. Towns góp mặt trong đội hình xuất phát ở cả 82 trận đấu của Minnesota Timberwolves trong mùa giải chính thức và ghi được trung bình 21,3 điểm, có 2,4 pha kiến tạo và 12,3 lần rebound mỗi trận. Những con số này không ấn tượng bằng nếu so với thành tích của anh ở mùa giải trước. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn, đó là Karl Anthony Towns của mùa giải 2017-2018 đã giúp Timberwolves có lần đầu tiên lọt vào vòng playoff sau 13 năm dài chờ đợi. Dù sớm để thua trước Houston Rockets ngay ở tứ kết miền Tây, nhưng chỉ riêng việc được thi đấu tại playoff thôi cũng đã là những trải nghiệm quý giá để Karl Anthony Towns tiếp tục phát triển hơn nữa. Chúng ta đã cùng nhau nhắc tới yếu tố liên quan đến sức trẻ của NBA. Để làm thế nào để mỗi năm giải đấu này lại có nhiều đội trẻ xuất sắc đến như vậy? Hãy cùng đi tìm nguyên nhân ở một buổi tuyển chọn Junior NBA tại Hà Nội. Junior NBA là chương trình phát triển bóng rổ dành cho trẻ em ở độ tuổi từ 8-14. Trong vòng 5 năm qua, Junior NBA mang theo những giấc mơ cho rất nhiều các em nhỏ Việt Nam có niềm yêu thích bóng rổ. Những chuyên gia hàng đầu của Junior NBA châu Á là những người trực tiếp hướng dẫn những kỹ năng chơi bóng từ cơ bản tới nâng cao. Sức hút từ danh tiếng của giải bóng rổ hàng đầu thế giới đã ngay lập tức lôi cuốn các bạn trẻ đến thử sức và tham gia. Ở mỗi địa điểm mà Junior NBA đi qua, luôn thu hút được rất đông số lượng các bạn nhỏ đến đăng ký tham dự. Junior NBA thì gửi những cái huấn luyện viên từ nước ngoài vào để đào tạo một chút cho các huấn luyện viên, rồi đào tạo cho các bé để một lần nữa nói là cái nền nó rộng ra nhiều em chơi hơn để bóng rổ nó phát triển nhiều hơn. Giải bóng rổ NBA chính là niềm cảm hứng, sự thôi thúc cho từng giấc mơ mà các em nhỏ đã mang tới chương trình. Bởi lẽ, mỗi bạn nhỏ khi đến với Junior NBA đều có những đội bóng, những cầu thủ thần tượng cho riêng mình. Cháu có xem NBA và cháu thích nhất Cavalier, là đặc biệt cầu thủ LeBron James. Tại vì anh ấy chơi rất là mãnh liệt, với cả chơi rất là hay các màn úp rổ. Anh ấy được nhiều người chú ý đến khắp thế giới. Kyrie Irving của Boston, anh ấy chơi theo dạng street ball nhất NBA, cũng thấy hay. Không khó để nhận ra sự hứng khởi trong mỗi buổi hội trại của Junior NBA. Không khí luôn được khởi động bởi sự xuất hiện của các cầu thủ thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. Việc được gặp gỡ và lắng nghe những lời khuyên từ phía các cầu thủ thi đấu tại NBA luôn là một trải nghiệm rất đặc biệt. Bởi có lẽ không nhiều cơ hội để gặp gỡ những cầu thủ bóng rổ hàng đầu thế giới, những người cũng đã từng nuôi dưỡng cho mình những giấc mơ từ khi còn là một cậu bé. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn khát khao trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Tôi bồi đắp và theo đuổi giấc mơ của mình cho tới ngày hôm nay. Và thực sự tuyệt vời khi được chia sẻ niềm đam mê này với các em nhỏ tại Việt Nam. Đối với Willie Cauley-Stein, một cầu thủ vượt khó đi lên từ con số 0, thì những câu chuyện truyền cảm hứng mà anh chia sẻ đã và sẽ tiếp tục thắp sáng lên những giấc mơ cho các em nhỏ yêu thích bóng rổ tại Việt Nam. Bởi mỗi thành công trong hiện tại đều bắt đầu từ một giấc mơ. Và đó cũng chính là thông điệp mà chương trình Junior NBA muốn truyền tải. Sức tươi mới của NBA không chỉ đến từ những cầu thủ trẻ. Các bạn có tin không? Những cầu thủ cựu binh tại NBA, những người mà chúng ta xem họ thi đấu hàng năm qua hết năm này năm khác và biết họ chơi thế nào, vẫn có cách để tạo ra dấu ấn của riêng mình với những màn trình diễn rất đặc biệt. Đã từ lâu, cái tên Dirk Nowitzki luôn gắn liền với Dallas Mavericks. Đây là đội bóng mà cầu thủ người Đức đã khoác áo kể từ khi bắt đầu thi đấu tại NBA năm 1998, và anh đã cùng Mavericks trải qua rất nhiều thăng trầm. Nowitzki yêu Mavericks đến nỗi anh sẵn sàng giảm lương để được tiếp tục thi đấu cho đội bóng này ở mùa giải 2017-2018.
Tuy nhiên, giảm lương không có nghĩa là phong độ của Nowitzki cũng giảm sút theo. Ở tuổi 39, Nowitzki vẫn cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc khi ra sân tới 77 trận trong cả mùa giải và trở thành cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất ở mùa giải thứ 20 thi đấu tại NBA. Trong một mùa giải thất bại của Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki chính là một điểm sáng hiếm hoi nhờ tinh thần cống hiến không biết mệt mỏi của anh. Nếu phải chọn ra một đội bóng mà các cầu thủ lớn tuổi để lại dấu ấn lớn nhất, thì đó chỉ có thể là San Antonio Spurs. Huấn luyện viên Greg Popovich từ lâu đã luôn đề cao yếu tố kinh nghiệm ở đội bóng mà ông dẫn dắt, và đội hình của Spurs ở mùa giải này đã phản ánh điều đó. Cả ba cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở sân AT&T Center đều đã ngoài 30 tuổi, đó là LaMarcus Aldridge, 33 tuổi, Tony Parker, 35 tuổi, và Manu Ginobili, 40 tuổi. Trong bối cảnh ngôi sao được đánh giá cao nhất của Spurs là Kawhi Leonard phải nghỉ gần hết mùa giải vì chấn thương, không nhiều người nghĩ đội bóng bằng Texas có thể vào tới vòng playoff. Thế nhưng, nhờ sự tỏa sáng của các cựu binh như Aldridge, Parker hay Ginobili, mà Spurs vẫn có năm thứ 21 liên tiếp được góp mặt ở vòng đấu dành cho 16 đội bóng xuất sắc nhất, điều mà chưa một đội bóng nào khác tại NBA làm được. Với cá nhân Manu Ginobili, 2017-2018 có thể sẽ là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Và khoảnh khắc cầu thủ người Argentina tuyên bố giải nghệ chắc chắn sẽ là khoảnh khắc mà không một cổ động viên nào của San Antonio Spurs muốn nghĩ tới. Sự tỏa sáng của các cựu binh chính là chất xúc tác làm nên sự phát triển cho NBA. Nhưng vẫn ở giải đấu này, hàng năm vẫn có một con người tỏa sáng đến hết trận đấu này qua trận đấu khác. Và con người đó là ai? Chắc chắn chúng ta đều có thể tìm ra câu trả lời. 2017-2018 có lẽ là một trong những mùa giải căng thẳng nhất trong sự nghiệp của LeBron. Ngay từ hè năm ngoái, đối tác hàng đầu của cầu thủ số 23 là Kyrie Irving đã quyết định chuyển sang Boston Celtics thay vì ở lại làm cái bóng cho James. Với những đồng đội mới đem về, không đáp ứng được sự kỳ vọng, James bắt buộc phải tăng số phút thi đấu để có thể đem lại những chiến thắng của Cleveland. Đây là mùa giải mà LeBron James được mệnh danh là Mr. Do It All, tức là một mình anh làm tất cả các vai trò trong đội bóng. Anh ghi điểm đều đặn, tung ra những pha kiến tạo đẹp mắt, úp rổ mạnh mẽ, phòng ngự chắc chắn. Thậm chí có người còn nói rằng James can thiệp cả vào công tác chuyển nhượng của đội khi yêu cầu ban lãnh đạo Cleveland mang về những cầu thủ là bạn thân của anh. Có những cầu thủ câu lạc bộ này bị cho là buộc phải ký hợp đồng với giá cao vì James muốn cầu thủ đó chơi cùng mình bất chấp phong độ của họ thế nào. Tuy nhiên, một mình James không thể làm người hùng mãi. Đã có những thời điểm Cleveland thua liên tiếp với cách biệt cao. Điển hình là trong tháng 1 năm 2018, đội chủ sân Quicken Loans Arena có 5 trận thua với cách biệt trên 20 điểm. Cầu thủ số 23 lần đầu tiên phải chơi cả 82 trận ở mùa giải chính thức kéo dài tới 6 tháng. Nhưng Cleveland vẫn thua tới 32 trong số đó. Đa phần trong các thất bại đều không có lỗi của James. Cầu thủ số 23 vượt qua Michael Jordan để lập kỷ lục mới về số trận ghi trên 10 điểm liên tiếp với 867 trận vào ngày 13 tháng 3 năm nay. Vai trò của LeBron càng trở nên quan trọng ở series playoff với Indiana Pacers. Chúng ta cần nhớ rằng, trong 8 năm qua, James luôn có tên tại NBA Finals. Nhưng ở ngay trận đấu đầu tiên, anh và các đồng đội đã bị thua với cách biệt lên tới 18 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Nate McMillan đầy sức trẻ, với những cầu thủ nhanh nhẹn và không hề sợ hãi khi phải đối đầu với Cleveland, vốn chỉ có một ngôi sao thực thụ. LeBron phải thi đấu trung bình hơn 40 phút một trận, và không một lần nào anh ghi dưới 20 điểm. Anh năng nổ trong tấn công, mạnh mẽ trong phòng ngự, làm điểm tựa cho các đồng đội, cũng như không quên tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng. Ở cả 7 trận đấu, James đều là người ghi nhiều điểm nhất cho đội mình. Nếu không có thủ số 23, chắc chắn Cleveland sẽ bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên. Điều gì đã làm nên màn trình diễn ấn tượng đó không chỉ ở mùa này, mà đã 14 năm qua kể từ khi James đặt chân về NBA? Chúng ta cần biết rằng, LeBron đã ở tuổi 33, tức là về mặt lý thuyết, anh không còn dẻo dai như 5 hay 10 năm trước. Nhưng cầu thủ này đang chứng minh điều ngược lại. Bên cạnh thể chất, quyết tâm, thành công mà James đang có còn đến từ chế độ dinh dưỡng, tập luyện và cả máy móc hỗ trợ. James chi tới 1,5 triệu đô la Mỹ một năm cho những thiết bị có thể giúp anh hồi phục nhanh, giảm quá trình lão hóa và tăng tuần hoàn máu.
LeBron giờ đây vẫn có thể thi đấu hơn 40 phút một trận với sức mạnh chưa từng giảm đi, còn kinh nghiệm ngày càng dày dặn hơn. Sự chuyên nghiệp của James đã giúp anh trở thành cầu thủ mạnh mẽ, toàn diện nhất NBA, trong khi nhiều người ở độ tuổi đó đã là ở sườn dốc mọt tệ hơn là giãn từ sự nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trải qua rất nhiều những câu chuyện về những làn gió mới và những giá trị cũ của giải bóng rổ NBA. Và còn gì tuyệt vời hơn khi ở phần cuối chương trình chúng ta nhắc đến một trong những huyền thoại của giải bóng rổ này. Một người tuy đã rời xa giàn đấu nhưng vẫn có một cách nào đó để truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ. Và câu chuyện về Kobe Bryant cũng là lời chào kết của chúng tôi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo. Một cầu thủ sẽ làm gì sau khi giãn từ sự nghiệp? Đã có người chuyển sang một ngành nghề khác, thậm chí là phá sản vài năm sau khi không quản lý tốt tài chính. Người tiếp tục gắn bó với giải đấu ở những vai trò khác nhau. Còn với Kobe Bryant, anh vẫn yêu bóng rổ và truyền cảm hứng cho những ai có đam mê ấy theo cách của riêng mình. Điều gì đã giúp cho cậu bé Kobe Bryant năm nào trở thành một ngôi sao của thế giới bóng rổ sau này? Đó là đam mê. Hơn 30 năm qua, Kobe Bryant không ngừng yêu môn thể thao mà anh đã chọn. Chỉ khi sức lực không cho phép, thì Kobe mới tạm gác lại đam mê chơi bóng. Thân người bóng rổ chỉ là một bộ phim hoạt hình ngắn 5 phút. Nhưng để có 5 phút ấy, Kobe và đạo diễn Glenn Keane đã trải qua nhiều tháng làm việc trong trường quay để hình thành tác phẩm. 5 phút không đủ để mô tả toàn bộ tầm vóc vĩ đại của một cầu thủ đã 5 lần vô địch NBA. Và cũng khó giúp cho chúng ta hiểu hết được ước mơ của một cậu bé 8 tuổi với trái bóng cam. 5 phút chỉ là một quãng thời gian không lớn trong một trận đấu. Không ai tập luyện thành tài cho 5 phút và nguôi đi những thất bại trong thời gian đó. Bởi vì sự nghiệp của Kobe Bryant lớn hơn những lời nói như vậy, đẹp hơn cả những cú ném anh thực hiện. Có những điều chúng ta sẽ không bao giờ biết, có những giọt mồ hôi, nước mắt đằng sau những hào quang mà Kobe đã trải qua, sự cay đắng mà anh nếm trải để đi đến chức vô địch, đằng sau những danh hiệu, những tấm huy chương, cuối cùng chỉ để trong tủ trưng bày là cả một con đường nỗ lực và đầy đam mê mà không phải ai cũng đủ kiên trì để đi đến đích. Không chỉ một siêu sao, bây giờ chúng ta còn biết tới một Kobe của gia đình với vai trò là người cha của ba đứa con. Trên những thử thách mới, kể câu chuyện của mình với thế giới qua góc nhìn điện ảnh. Kobe cũng như chúng ta, già đi theo thời gian, nhưng thay vì quan tâm tới những điều đó, anh lại chọn cách làm những gì tốt nhất cho cuộc sống xung quanh. Kobe Bryant, khi là cầu thủ, sở hữu không thiếu những pha bóng đẹp. Còn Kobe Bryant, khi ở vai trò mới, cũng tiếp tục cống hiến cho đời những tác phẩm đi vào lòng người. Chia basketball, vừa lời chào với bóng rổ, vừa lời nhắc với chúng ta, hãy tiếp tục đam mê khi còn có thể. Thông điệp mà Dear Basketball mang lại chạm tới thành viên của viện hàn lâm khoa học và điện ảnh Mỹ. Một tượng vàng Oscar xứng đáng cho Kobe Bryant là sự ghi nhận của mọi người cho sự nghiệp vỡ đầy vinh quang của anh.